chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ ba ngày mùng 6 tháng 9. Hòa chung không khí chào đón năm học mới 2022-2023 trên địa bàn cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 529 cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, với khoảng trên 130.000 học sinh các cấp học bước vào năm học mới, trong đó có hơn 10.000 học sinh lớp 1. So với năm học trước, Năm học này toàn tỉnh giảm 6 cơ sở giáo dục, bao gồm giảm 3 cơ sở giáo dục tiểu học, 3 cơ sở giáo dục mầm non trong tổng số 529 cơ sở giáo dục và đào tạo công lập bước vào năm học mới. Trong đó có 178 trường mầm non, 340 cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm 13 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và 12 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện. 46 trường phổ thông dân tộc bán trú, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cấp huyện, một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh một trường cao đẳng sư phạm. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh lên 169 trường. Tiếp tục duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và xóa mùa chữ, trong đó có 4 trên 10 huyện duy trì đạt chuẩn mức độ 1, 6 trên 10 huyện duy trì đạt chuẩn mức độ 2. Trước khi bước vào năm học mới, các trường đã tiến hành tu sửa phòng học, phòng hiệu bộ, làm mới tường rào, cổng ngõ, biển tên trường, tạo cảnh quan mới, tạo cảnh quan khu vực nhà trường xanh sạch đẹp trước khi đón các em học sinh bước vào khai giảng năm học 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, tỉnh Cao Bằng đón trên 55.000 lượt khách. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%, doanh thu ước đạt 33,5 tỷ đồng. Trong đó, từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9 năm 2022, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh đón 15.000 lượt khách, Ban Quản lý khu du lịch Thác Bản Dốc đón gần 15.000 lượt khách. Ngoài ra, nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tại thành phố Cao Bằng. Điều này cho thấy sự khởi sắc của ngành du lịch tỉnh Cao Bằng sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện và thành phố tăng cường công tác quản lý du lịch tại địa phương về thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn minh du lịch, công tác vệ sinh môi trường, an ninh an toàn, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, cung cấp thông tin đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, nhanh chóng giải quyết khi có sự vụ phát sinh. Các khu điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn lao động bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Duy trì công tác phục vụ 24 trên 24 giờ trong những ngày lễ, thường xuyên kiểm tra, giả soát lại các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nguồn điện, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, không phát sinh các rủi ro hay sự cố đối với du khách trên địa bàn tỉnh. Sáng mùng 5 tháng 9, Đảng Bộ Chính quyền huyện Hòa Quảng đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9 nghe kể chuyện tấm gương đạo đức Bắc Hồ. Sau nghi thức chào cờ, toàn thể cán bộ đảng viên đã được nghe nội dung câu chuyện cảm động về chiếc áo mà Bác Hồ đã mặc trong ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mùng 2 tháng 9 năm 1945, trích trong cuốn Bác Hồ, một mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Hà Nội năm 2014. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, lãnh đạo huyện đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2022. Theo đó, thời gian tới, yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nghị quyết hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành Đảng bộ huyện, tích cực phòng chống dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ hè thu hoàn thành theo kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá năm 2022, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, khai giảng năm học mới, các hoạt động tặng quà nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết đề án của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát theo các chương trình đề ra, chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ huyện lần thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Nhân dịp khai giảng, tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên nhà bán chú cho em tại trường tiểu học Khánh Xuân, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Cao Bằng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Công trình được khởi công từ đầu tháng 7 năm 2022. Các hạng mục gồm nhà cấp 4 được xây mới, hai phòng ở, vệ sinh khép kín, tổng diện tích 60m2 với tổng trị giá trên 395 triệu đồng. Kinh phí do đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh đóng góp và huy động các nguồn lực xã hội hóa. Công trình nhà bán chú cho em được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo chỗ ăn ở sinh hoạt và học tập cho các em học sinh, giúp các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, đạt kết quả cao trong học tập. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 27 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 96.371 trường hợp, trong đó có hơn 95.818 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 27 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 9 trường hợp, huyện Bảo Lạc 2 trường hợp, huyện Hà Quảng 5 trường hợp, huyện Hòa An 4 trường hợp, huyện nguyên bình 5 trường hợp huyện trung khánh hai trường hợp các huyện còn lại không có ca mắc mới Hiện Cao Bằng có 27 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 239 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly, điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 28 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 96.043 trường hợp. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp toàn tỉnh lấy 569.848 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng test nhanh là 415.926 mẫu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều mùng 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên cùng nhất trí phát triển quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ ngày càng thực chất đi vào chiều sâu ổn định trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cùng nỗ lực hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện thuận lợi đặc phái viên john kerry khẳng định hoa kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển trong đó có việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch hạ tầng cơ sở bền vững quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ và tài chính, bên cạnh phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế và chia sẻ kinh nghiệm. Về công nghệ, Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, giúp Việt Nam xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo hỗ trợ Việt Nam xây dựng bản đồ đánh giá chính xác tiềm năng điện mặt trời, điện gió, bao gồm trên bờ và ngoài khơi ở các vùng biển. Về tài chính, các đối tác phát triển cần xem xét cho Việt Nam vay với mức lãi suất hợp lý để phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, xây dựng trung tâm truyền tải điện, cung cấp công nghệ thu hồi carbon, tạo cơ chế để năng lượng tái tạo được bán với mức giá hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của người dân Việt Nam. Đặc phái viên John Kerry, ghi nhận các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về công bằng và công lý trong hợp tác chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở thống nhất với địa phương, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 3 trên 4 dự án BOT giao thông gồm La Sơn, Túy Loan, Trạm thu phí Bỉm Sơn, Trạm thu phí Quốc lộ 3 và Trạm thu phí trên Quốc lộ 91. Theo báo cáo gửi đến Chính phủ đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện ra soát tổng thể các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án mới ký kết hợp đồng và đánh giá tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ. Trong tổng số hơn 70 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, Bộ đã giả soát, phối hợp với các cơ quan bộ ngành địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đã thống nhất giải pháp xử lý được 14 trạm thu phí đưa vào hoạt động bình thường. Đến nay còn tồn tại 4 trạm thu phí BOT chưa xử lý bất cập nên chưa được thu phí, gồm trạm thu phí La Sơn Túy Loan, trạm thu phí Bỉm Sơn, trạm thu phí Quốc lộ 3, trạm thu phí trên Quốc lộ 91. Đề xuất giải pháp xử lý, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị không sử dụng trạm thu phí La Sơn Túy Loan để hoàn vốn cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả, bổ sung vốn nhà nước khoảng 2.280 tỷ đồng để hỗ trợ cho dự án. Đối với tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan, giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án thu phí trình cấp có thẩm quyền thông qua để thu hồi vốn nộp ngân sách nhà nước đối với trạm thu phí Bỉm Sơn hoàn vốn cho đường vành đai phía tây thành phố Thanh Hóa đoạn km 0, km 6. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện kết luận của lãnh đạo chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu phương án di rời trạm Bỉm Sơn về tuyến tránh phía tây để hoàn vốn. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo công tác giả soát hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung đáng chú ý của văn bản này là đến năm 2050, cả nước dự kiến có 31 cảng hàng không. Sau khi giả soát, Cục Hàng không Việt Nam đã xác định lại phương án quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2030 là 25 triệu hành khách trên một năm, tầm nhìn đến năm 2030 là 30 triệu hành khách trên năm, cảng hàng không Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 là 10 triệu hành khách trên một năm, tầm nhìn đến năm 2030 là 30 triệu hành khách trên một năm. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất kiến nghị cập nhật nội dung quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, nghiên cứu khảo sát đánh giá khả năng quy hoạch, xây dựng cảng hàng không tại một số sân bay quân sự, Thành Sơn Biên Hòa. Trong trường hợp đủ điều kiện trong dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch, về tầm nhìn đến năm 2050, hồ sơ quy hoạch kiến nghị hình thành 31 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. 17 cảng hàng không quốc nội, thêm sân bay Cao Bằng và cảng hàng không thứ hai phía đông nam thủ đô Hà Nội. Đồng thời hình thành một số cảng hàng không, sân bay tại các đảo quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Chiều mùng 5 tháng 9, thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế cho biết số mũi tiêm thực hiện trong ngày là trên 131.400 tại 35 tỉnh, thành phố, tăng khoảng hơn 90.000 liều so với ngày trước đó. Trong đó, trên 115.000 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 16.410 mũi cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nâng tổng số vaccine đã tiêm ở nước ta lên trên 257.500.000 mũi. Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ gần 77%. Trong ngày có 28 tỉnh triển khai với trên 16.000 người được tiêm, 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp gồm Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Phước. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 3 đạt gần 54%. 5 tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay sau 4 tháng 22 ngày triển khai tiêm trên toàn quốc, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 đã tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là gần 15 triệu 744 000 Trong đó, mũi 1 đạt tỷ lệ trên 85%, 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Chuyển sang tin quốc tế, vaccine phòng COVID-19 dạng sông hơi sử dụng qua đường mũi và họng của CanSino Trung Quốc đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở nước này. Đây là thông báo do công ty dược phẩm sinh học CanSino của Trung Quốc đưa ra. Theo đó, loại vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ vector virus của CanSino đã được Cơ quan Quản lý các sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc cấp phép sử dụng cho các liều tăng cường. Thông báo của CanSino khẳng định quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine này sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của công ty nếu được các cơ quan chính phủ đặt mua sử dụng. CanSino nhận định rằng họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các loại vaccine khác ở Trung Quốc cũng đã được chính phủ này phê duyệt hoặc đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Bản tin 9 hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau